Giang Hoa Hậu tới viếng bé gái 5 tuổi bị hại tại Vũng Tàu. Vụ việc bé gái 5 tuổi bị hại và qua đời tại Bà Rịa, Vũng Tàu đang khiến dư luận đặc biệt chú ý. Nữ diễn viên Thúy Diệm bày tỏ bức xúc tột độ. Thế gian này nhiều người ác quá. Thương con quá con ơi. Nắm bắt thông tin, bà trùm Hoa Hậu Kim Dung cùng các người đẹp như Mỹ Linh, Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, Phương Anh tới tận nhà bé gái để gửi lời chia buồn sâu sắc. Các hoa hậu đều ăn mặc giản dị để mặc mộc, đeo khẩu trang trong lúc phúng viếng, trò chuyện với gia đình. Bà trùm Kim Dung chia sẻ, người đàn ông kia là người hàng xóm cạnh nhà mà Quỳnh Như gọi bằng ông, mẹ cháu gọi bằng chú. Căn nhà mà Quỳnh Như ở nối liền với nhà bà ngoại bằng một khoảng sân khá rộng lớn. Đối với người ở quê thì tình làng nghĩa xóm và không gian yên bình đã làm cho sự cảnh giác về hiểm nguy giảm đi rất nhiều. Mẹ Quỳnh Như kể là cô đi bán đồ ăn vặt ở ngoài đường lộ, hai chị em Quỳnh Như ở nhà chơi với nhau, có bà ngoại đi qua đi lại. Và mọi ngày cũng vậy, ba mẹ cháu không còn ở với nhau, mẹ cháu nuôi hai con. Mẹ Quỳnh Như và bà ngoại kể rằng, chị gái 7 tuổi của Như kể lại là có một người đàn ông cho hai chị em kẹo và nói rằng sẽ dẫn đi tìm ba. Chị gái của Như không chịu và Như đi theo người đàn ông ấy. Và mẹ của Như sau đó là người nhìn thấy con gái của mình trong một vườn cây. Người mẹ đã nỗ lực bế con đưa đến bệnh viện, mong một phép màu, nhưng đã không có phép màu nào. Chiếc quan tài nhỏ đầy nắp kính để người thân vẫn có thể nhìn thấy mặt con. Chúng tôi chết lặng với một gương mặt nhỏ bé thiên thần bên trong. Chúng tôi mang đến cho con những con gấu bông, những bó hoa trắng. Mẹ Như nói chị gái của Như an ủi mẹ, mẹ đừng buồn. Em giờ đã là thiên thần, chúng tôi cầu mong con được về nơi bình yên, con sẽ là một thiên thần nhỏ. Quá dễ dàng để cơ quan điều tra có thể biết người đàn ông kia là ai và mong rằng pháp luật sẽ trừng trị đúng tội. Các bậc cha mẹ ơi, dù công việc mưu sinh có khó khăn cỡ nào, thì hãy cố gắng sắp xếp để luôn có người lớn bên con. Đừng rời mắt con trẻ. Chúng ta làm tất cả mọi việc cũng vì con. Hiểm nguy luôn rình rập các con từ nhiều phía. Thân Quỳnh Anh và gia đình. Ở thế giới thiên thần, con sẽ được quên nỗi đau kinh hoàng này và hàng ngày vui ca hát con nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.